tới Việt Nam, lần đầu tiên cho đến lần cuối cùng, đều được đón tiếp nồng hậu. Chào đồng chí. Im lặng. Mời đồng chí vào họp. Chào đồng chí. Im lặng. Mời đồng chí. Các đồng chí. Nhưng có đồng chí ở Trung ương mới vào, chúng ta cùng xem phim. Bắt đầu đi.
Như các đồng chí đã biết, trước cao trào đồng khởi, chúng ta đã giải phóng hơn 2/3 đất đai ở miền Nam Việt Nam. Đứng trước nguy cơ sụp đổ của chính quyền Sài Gòn, Tổng thống Mỹ Johnson đã cho đổ quân ồ ạt xuống các hải cảng Đà Nẵng, Sài Gòn và một số các thành phố lớn ở miền Nam nước ta, hòng cứu vãn chính quyền bù nhìn Sài Gòn và quân đội Ngụy đang trên đà tan rã. Chúng đang biến Sài Gòn thành một căn cứ quân sự khổng lồ, nơi đầu não của bọn tướng tá Mỹ Ngụy, để từ đây tiến hành các âm mưu đánh phá, giết hại đồng bào ta ở miền Nam, phá hoại ra miền Bắc ruột thịt của chúng ta. Trung ương rất tin tưởng truyền thống cách mạng vẻ vang và anh dũng của nhân dân Sài Gòn Gia Định, thành phố mang tên Bác. Chúng ta sẽ không để cho kẻ thù yên nghỉ sau các đợt đánh phá, để rồi chúng lại bàn mưu, tính kế, đi đốt phá xóm làng, giết hại bà con. Trung ương giao nhiệm vụ cho chúng ta phải tấn công vào cái hang ổ lớn nhất mà cũng là cuối cùng của Mỹ Ngụy, đập tan những mưu đồ tội ác của chúng từ trong trứng nước, để phối hợp với chiến trường toàn quốc tiến tới giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Ngừng lại. Vì máy bay địch đang quanh tạc, chúng ta tạm dừng. Mời đồng chí F8 sang cách 2 làm việc. F8 theo tôi. Đây là ảnh của Z-20. Đồng chí sẽ vào bắt liên lạc như đã bàn. Nhiệm vụ của các đồng chí là làm cho đầu não của chúng rối loạn và đánh tiếng chuông cho nhân dân biết cách mạng vẫn còn ở đây. Tôi xin nhắc lại, Trung ương đã chỉ thị chúng ta phải bằng mọi cách đưa chiến tranh vào thành phố. Lần này vào hoạt động công khai, đồng chí sẽ gặp nhiều khó khăn. Sài Gòn bây giờ không giống như hồi 9 năm đâu. Dạ, tôi đã đọc báo cáo của anh gửi ra Hà Nội và tham khảo nhiều tài liệu. Anh cứ yên tâm. Có gì cần thiết cứ gửi lại cho mình. Dạ. Tôi xin gửi anh toàn bộ giấy tờ của tôi. Có anh quyền trang chứ? Dạ có đó. Đôi mắt đẹp dữ ha. Đã gần 10 năm trời không được gặp lại gì hết đó anh hai. Kiên trì chờ đợi chứ. Mình đã chuẩn bị cho cậu một phương án lót. Cứ an tâm, chờ tin thắng lợi của cậu. Dạ. Định làm cộng sản quốc tế hả? Nếu bắt được cộng sản, cho tôi mượn khẩu súng này bắn liền. Giấy tờ xuất cảnh đâu? Tôi không có. Còn giấy tờ gì khác nữa không? Tôi có căn cước. Sang Cao Miên mà không có giấy à? Đâu có. Người ta mời tôi qua chơi thì tôi qua thôi mà. Ai mời? Ông Hoàng Xuyên Núc. Hả? Ông nói sao? Ủa? Sao ông có giấy này? Nhà tôi có nghề gia truyền làm trang trí nội thất cung đình. Năm 1948, ông già tôi có công giúp cho triều đình vua Cao Niên, nên họ mời tôi qua chơi khi nào muốn mà. Nhưng chắc là ông định làm ăn gì bên đó chứ? Làm ăn thì ở Sài Gòn tôi kiếm bạc triệu dễ ợt. Nhưng đây chán đời thì đi thôi. Nè, có chuyện chi mà buồn đời vậy? Chuyện riêng mà. Sao? Bực mình với một cô gái. Trời ơi, tưởng chuyện gì? Cô nào mà dữ vậy? Em gái ông Trần Công Tấn, trưởng ty cảnh sát Nha Trang, tên là Trần Thị Ngọc Mai. Ông biết chứ? Chắc đẹp dữ ha. Giờ cô ta ở đâu? Làm gì?
Alo, hạ Sơn Đông Á đây. Đâu vậy? Hả? Ở đâu gọi vậy? Cảnh sát Tây Ninh hả? Có việc gì đến với chúng tôi đó? Có tin của anh hả chú? Xin đồng chờ cho chút xíu ạ. Alo, dạ, tôi là Ngọc Mai đây. Dạ. Dạ. Chúng tôi sẽ có mặt bây giờ. Dạ, xin cảm ơn thiếu tá. Chú ráng giúp cháu việc này. Chỉ có chú mới giúp được cháu thôi mà. Sự buồn bã của cháu mấy ngày nay, chú rất hiểu và thông cảm. Kẹt nổi, chú chưa hề biết mặt anh ta, mà phải làm cái việc chấp nhận này sao? Chú tin ở cháu. Anh ấy là người tốt mà chú. Từ trước tới nay, có khi nào cháu không làm vừa lòng chú đâu. Đây là người thương của cháu mà. Được, để chú xem sao đã. Sao mà ông có thể đi nổi sang Nam Giang kìa chứ? Vả lại bỏ làm gì một cơ sở doanh nghiệp như vậy hả ông? Thưa thiếu tá, chỗ đàn ông với nhau mong ông thông cảm cho. Ông cho tôi lánh qua phòng bên. Nếu cô ấy tới mà biết lỗi thì tôi ra. Còn nếu không thì khỏi. Tôi hiểu, xin sẵn sàng, mời ông. Cảm ơn ông. Chào thiếu tá. Chào cô. Ông vừa gọi điện cho chúng tôi. Cô là Ngọc Mai. Dạ. Còn đây, chú tôi, chủ hãng Sơn Đông Á. Dạ. Xin mời. Dạ. Ủa, sao ông nói là có ảnh ở đây? Thưa tiểu thư, ông đang giận tiểu thư. Thiếu tá làm ơn cho tôi gặp ảnh một chút được không ạ? Đối với ông Hoàng Sơn thì tiểu thư phải làm lành. Còn với chúng tôi, phải có người bảo lãnh tin cậy thì ông Hoàng Sơn mới được trở về. Việc dàn xếp cô đến đây gặp ông Hoàng Sơn là do công của tôi. Ông làm ơn nói dùm với ảnh, tôi xin lỗi. Có vậy chứ. Trời ơi, những giận hờn của tình yêu. Chờ chút nha. Dạ. Xin mời ông Hoàng Sơn sang gặp tiểu thư. Tiểu thư đã có lời. Dạ, xin cảm ơn. Chào chú. Anh Sơn, anh giận em. Mấy bữa nay em lo, em tìm kiếm anh khắp nơi, tưởng không bao giờ còn gặp anh nữa. Em gian anh. Anh đừng hiểu lầm. Từ ngày em yêu anh, đây là lần đầu tiên em làm cho anh phải buồn. Em vô ý, chứ đâu dám coi thường hay ý thế gì đâu anh. Anh Sơn, anh tha lỗi cho em. Xin cho làm thủ tục. Ông là dân biểu à? Dạ, thưa khỏi cần. Cảm ơn thiếu tá. Ông đã giúp đỡ cháu gái tôi. Ông là ân nhân mối tình của nó. Rất mong được gặp lại. Thưa ông, tôi hy vọng được có dịp giúp đỡ hãng Sơn của ông. Tới đây tôi được bổ nhiệm trở lại Sài Gòn làm phó nha cảnh sát. Dạ, xin chúc mừng ông. Cảm ơn. Thưa thiếu tá, người trong đầu đang có nhiều bề bộn thì không nên cầm tay lái, có phải không ạ? Chà,
Tiểu thư hiểu tâm lý quá. Nhưng tôi tin cánh đàn ông chúng tôi. Có phải vậy không ông Hoàng Sơn? Dạ, tôi lái được tất cả mà. Vậy thì hay quá. Xin tạm biệt thiếu tá. Chào cô. Tạm biệt. Chào ông. Maria. Tòa đại sứ Mỹ vừa thông báo sẽ có một tên cộng sản cỡ bự xâm nhập đô thành. Các anh hãy đi thu thập tin tức và hàng ngày về báo cho tôi biết. Dạ. Ừ. Thiếu tá Hiệp, có mặt. Hãy truyền lệnh tôi. Bắt đầu từ giờ phút này, tất cả các ngõ ra vào đô thành phải được kiểm soát nghiêm ngặt. Rõ. Ông già bắt đầu thích anh rồi đó. Chỉ một mình ông già thích anh thôi. Anh cũng vui ghê. Rồi đi chơi, em cứ nói tiếp đi. Ông thích nhưng vẫn lo anh không chung thủy với em. Ông gặng hỏi em nhiều lần. Em ngã đầu vô với hai anh nè. Ông già đang thăm tụi mình đó. Và rất chú ý đến những chi tiết sinh hoạt của hai chúng ta. Về mặt này thì anh hơi yếu đó. Thì đã có em. Chỉ sợ theo em thì anh lại mệt thôi. Kể ra cũng hơi mệt thật. Bởi vì mùi nước hoa trên đầu em làm anh ngạt thở đó. Nhưng thôi được, ông già vẫn chưa vào đâu. Hôm nay tiến bộ nhiều rồi đó. Liệu có vượt được em không? Có muốn em cũng không cho vượt đâu. Bà Cảnh, nhìn bọn Mỹ này ngứa mặt quá. Hả? Thank you.
tin nổi sùng nha mày. Mày đã đứng đi. Quyền sở hữu ở nhà trước bà. Họ nói sao? Dạ thưa, họ nói vùng đó đang có tranh chấp với cộng sản, cần có ý kiến của nhà cảnh sát. Vâng, thôi được. Dạ. Alo, cho tôi xin gặp ông Việt nha. À, anh Việt đấy à? Anh Việt à, vụ mấy chục hectare thông của chúng ta Đà Lạt đang trục trặc ở nhà trước bà đó. Ờ, hồ sơ đang đầy trên bàn tôi nè. Ừ, chắc là bọn họ muốn kiếm chắc chút đỉnh gì đó. Ờ, này, anh lợi tôi chơi chút xíu rồi tao bàn cho xong phát chuyện này đi. Đến ngay nhé. Trời ơi, ông chú em, ông khen anh hết lời đó. Vậy hả? Mà anh cũng giỏi thiệt chứ. Nhất là cái vụ kéo cha Phiệt hùng vốn vô đó. Ông chú em, ông chịu anh quá trời đi. Vậy là ông nhầm rồi. Anh biểu nhầm là sao? À, mấy vụ đó là do cháu gái ẩn mất nước. Sức mấy mà ông Hoàng Sơn nghĩ ra nổi. Và còn do ông Phiệt, ông là ân nhân mối tình của em mà. Pardon, monsieur. Tiện có các cháu đây, chú muốn bàn một việc. Dạ, có điều gì xin chú cứ dạy ạ. Chú có người bạn muốn mời chú đi nghỉ ít bữa. À, nài thấy công việc của các cháu làm, chú rất yên tâm. À, vậy các cháu có ưng chú đi nghỉ ít bữa không?
Nếu chú thấy công việc ở hãng không có gì trở ngại thì xin chú cứ yên tâm đi nghỉ. Mọi việc chúng cháu sẽ ráng lo. Ý Hoàng Sơn thế nào? Dạ, nếu chú có ở nhà thì tốt hơn, có phải không em? Dạ. Cháu ăn cái gì nào? Dạ, con ăn cái này nè. Ăn cháo ha, dì cho hai tô cháo. Dạ. Cháu của dì ở nhà phải ngoan nha, không được nhõng nhẽo ha. Anh chàng mà hôm trước bị bắt đó, là người ở đâu vậy dì? Không phải người dùng này đâu cô à. Cho thêm tô nữa đi. Cái này ngon lắm đó cô. Này nhiêu vậy? À, dạ 20 năm. Dạ chào cô. Bác đã lựa cho tôi một chục xoài chưa? À, dạ chưa có rồi. Mai bác để cho tôi một chục nữa nhé. À, dạ. Cô ăn đi. Cái này được. Làm ơn cho tôi quá vàng. Ông biết tôi về đâu mà quá vàng? Anh về đâu tôi về đó. Lên luôn. Chào đồng chí Sáu Tâm. Vì nguyên tắc đồng chí thông cảm cho nghe. Chào đồng chí. Yeah. Việc thống nhất tổ chức vừa gây cơ sở vừa đánh địch, đồng chí thấy thế nào? Khó khăn nhất hiện nay là vũ khí. Đánh địch để tự trang bị cho mình, đó là phương châm lúc này. Dạ, nhưng tôi chỉ có 2 bàn tay trắng. Biệt động Sài Gòn cũng bắt đầu từ con số 0. Xin về điểm hẹn. Nơi có Mỹ chết. Dạ, tôi chưa hiểu ạ. Mỹ chết là điểm hẹn gặp lại. Mỹ chết thì có rồi. Tôi biết. Có tiếng nổ, anh em ta tìm nhau cũng dễ hơn. Sáng mai, đồng chí có nhiệm vụ đánh trận phủ đầu. Nhưng hiện nay chỉ có vũ khí ạ. Sẽ được cấp ngay. Phải đánh đúng mục tiêu. Mục tiêu? Mệnh lệnh lập phương án. Sáng mai 8 giờ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ đi từ tòa đại sứ đến dinh tổng thống. Rõ. Chờ tin thắng lợi của đồng chí. Dạ.
thay mặt đại sứ, xin tặng ông món quà đặc biệt này. Nhờ đại tá chuyển lời cảm ơn của nhà cảnh sát chúng tôi. Người Mỹ chúng tôi đặt chân lên mảnh đất này là để bảo vệ sự sống còn của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Ông nghĩ coi, nếu quả này nó không cầm. Thưa đại tá, quả thật là chúng tôi còn nhiều thiếu sót. Theo kiến nghị của đại sứ chúng tôi, được phủ tổng thống của các ông chấp nhận. Tôi và Trung tá Cordell cùng với các ông trực tiếp chỉ huy vấn đề an ninh ở đô thành này. Rất hân hạnh được sự giúp đỡ của các ông. Tôi tin rằng chúng ta có thể trấn áp được bọn Việt Cộng. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn. Chúng mày câu cá có được nhiều không? Dạ, cũng lai rai. Ê, vợ nấu rồi mày. Chú mua thuốc đi chú. Báo đi, báo mới đây, tường thuật vừa vụ ném lựu đạn vào xe của thứ trưởng ngoại giao Mỹ đây. Báo đi, báo đi, báo đi. Báo đi, mua hôm nay anh, mua báo gì anh? Báo mới đây. Báo đi, báo đi, báo đi. Từ đồng nói tình đến vụ mua sát thì nhắm vào người Mỹ đây. Báo đi, báo đi. Báo đi, báo đi, báo đi, báo đi, chú mua chó này chú. Chú mua báo của tao đó mày. Chú mua của tao ngoài kia mà. Con này cũng của tao chứ. Ê, giỡn mày. Các cháu từ từ đã nào. Chú mua của cháu này chú. Thôi. Chú mua chú. Chú mua cho cả hai đứa. Nè. Ê, 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 ê. Mua báo cho chú. Đánh ra, đánh ra. Báo đi, báo đi, báo đi. Nè, bắt đầu rồi đó. Quay đi. Đánh khúc khô vậy mà không nổ. Thắng. Đi theo tao. Dạ, cho tôi vô gặp ông trưởng cuộc ạ. Chi vậy? Dạ, thưa thầy hai. Dạ. Được, vô. Vô đi. Thưa trưởng cuộc. Gì đó? Có khách ban mì thuộc tới gặp ông. Ban mì thuộc hả? Dạ. Mày đứng đó. Alo. Alo đồng canh. Cho vô. Dạ, chào ông Tư ạ. Ông biết tôi à? Dạ thưa ông, tôi ở chỗ ông Ba Kim mà. À. Dạ. Mời ngồi. Mời. Rồi, chuyện sao nào? Dạ thưa ông, có chuyện riêng ạ. Nè, khi nào có lệnh mới được vô nghe chứ? Dạ. Nào. Thưa ông trưởng cuộc, có chút cà phê mang về. Sao ít vậy? Hơn 500 kg. Đây chỉ mới có chút xíu để làm quà. Có ngon không? Thứ đặc biệt đó. Dạ, cà phê của anh Ba Kim thì khỏi chê, ngon lắm. Dạ. Ngon, ngon. Điên á. Trời oi quá. Về nói với anh Ba Kim, cục trưởng cảnh sát thì ngày này sắp được lên chức nha. Dạ, ông ba biết được tin này là mừng lắm đó. Bắt được con cộng sản ngon tuyệt, vụ hoài không khai, bắn liền.
Muốn mừng sự gặp mặt hôm nay. Đây không phải là phòng làm việc ở nhà cảnh sát của anh đâu. Alo, tôi nghe đây. Dạ. Dạ. Dạ dạ. 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 Thôi nha. Chuyện gì đó ba? Dạ. Không có gì đâu anh. Kìa anh, sao kỳ vậy? Bộ anh không thương em sao? Để anh. Alo, tôi nghe đây. Hả? Sao? Vậy hả? Được rồi, tôi đến ngay. Báo với ông Việt là cùng đi với tôi nha. Thấy thế nào? Rõ ràng đã có một bọn cộng sản lọt vô thành phố, cho rừng xét hết các khu lao động ở hai bên bờ sông. Cháu hôm nọ đâu. Anh vô nhà đi. Ta ngồi đây cũng được. Ta, chúng ta cùng làm. Nói thiệt, tiền hết trơn rồi. Cho tôi nhổ lông dịch để trừ nợ được không? Vậy thì cái cẳng già hôm nọ quẳng vô nồi cháo, em không trả được không? Nếu em dùng được thì tôi xin biếu đó. Sao hôm đó anh gan quá vậy? Vì không còn cách nào khác. Không sợ em la lên à? Không. Tại sao? Vì em không ghét tôi. Sao anh biết? Tôi thấy điều đó trong mắt em. Em chưa gặp ai kỳ như anh. Dạ, chưa ai nói với em như vậy. Em ở đây với ai vậy? Nhà chỉ có hai má con. Nếu em chịu, anh sẽ ở nhà làm bếp để má và em đi chợ.
làm sao em tin được, nhất là ở giữa cái đô thành này. Anh ở đâu và làm gì? Em nói đúng, ở giữa cái đô thành này, nếu bữa đó không phải là em thì... Thôi, anh đừng nói nữa. Em hiểu, em chỉ sợ có má. À, hàng xóm gọi tên em là gì? Anh cầm lấy chút đỉnh để đi đường. Anh không bao giờ quên em. Anh cảnh sát đi, ra bờ sông đi anh. Mà chẳng có. Ở trong nội thành em có biết tay nào mang biệt hiệu K9 không? K9 à? Biệt hiệu của Diện Minh hồi 9 năm đó mà. Phải rồi, có thể đúng đó. Đúng sao em? Nhưng sao họ dùng cái biệt danh xưa vậy? Có thể đây là trò chơi đánh tiếng gọi bầy đó em ạ. Cũng có thể. Em có cách nào tìm ra tung tích được không em? Dạ. Em biết nhiệm vụ rồi chứ? Dạ. Em bắt đầu từ đường dây nào? Bí mật. Cái chuyện của anh đưa đăng lên anh thấy nó cũng có duyên ghê vậy đó. Cái bài của mình được rồi anh. Làm gì trong đó? Em thử dùng trò chơi để gọi trò chơi. Nếu đúng như anh dự đoán, thế nào cũng tìm được K9. Em giỏi thiệt. Em đúng là một con người thông minh nhất hạng đó. Vậy thì em đáng được thưởng lớn nha. Phần thưởng lớn là chúng ta đi chơi xa phải không anh? Anh đã tìm thấy gì trong tờ báo này? Dạ, thưa đại tá, đúng như dự đoán, không có ai là đại sư trà khúc trong các cuộc đấu cờ.
Vậy là mất hiệu rồi. Anh đã tìm ra địa chỉ và người đăng tin này chưa? Dạ, Tư Hinh đây là người đi thẩm tra. Thế nào rồi? Dạ thưa đại tá, người đó mang tên và địa chỉ giả. Vậy là đến ngày sắp vọng hai anh phải có mặt ở đó. Dạ. Nhớ là không được để sống mất thế cờ này nghe chưa? Dạ, dạ. Kính chào đại tá. Ừ, chào đại tá. À, này, ngày sắp vọng cuối trùng là gì? Các anh có biết không? Dạ. Nó có nghĩa là thế này: mong được gặp người 9 năm. À, các anh phải chú ý đến bất cứ người nào cầm vật gì trùng với con số 9. À, đại tá quả là thông minh sống lại. Dạ. Alo, cho tôi gặp ngay thiếu tá Hiệp. Chú ơi chú, mua báo giùm cháu đi chú. Không mua đâu. Mua giùm cháu đi. Đã nói không mua mà. Đại tá đã hứa, nếu ai bắt được sẽ có thưởng lớn. Sao không ra xem cờ mà đứng đây hả thầy? Cờ quạt đâu biết. Nè, sao buồn vậy? Chút một quẻ xăm xui quá. Cô mua giùm cháu đi cô. Cô không mua đâu. Cô không mua. Bao đây, bao mới đây. Thank you.
Chào ca chính. Chào các đồng chí. Bộ tư lệnh có lời khen ngợi các đồng chí. Tuy chưa bắt được liên lạc mà vẫn có thể đánh địch được tốt. Cảm ơn bộ tư lệnh. Cho phép hỏi, chúng tôi đã được công nhận là đơn vị chính thức chưa? Còn cần phải có thời gian để kiểm tra và thử thách thêm. Đơn vị tôi chịu sự chỉ huy của ai? Tôi thay mặt bộ tư lệnh ở đây. Xin cho chúng tôi chỉ thị.
toàn đội của các đồng chí ra Củ Chi để tập vui. Dạ, có thể cho anh em chúng tôi thử thách kè trận trước ngày ra cứ được không ạ? Anh em muốn đánh ngay à? Dạ, mong lắm ạ. Lại thảo chính à? Dạ, báo cáo. Sao? Tiếng ổn vừa rồi là... Là sao? Là của anh em chúng tôi chào mừng bộ tư lĩnh ạ. Sao biết gặp bộ tư lĩnh mà anh em đánh bằng loại gì vậy? Dạ, kiếm được quả DH-10 để dành tới mấy năm nay. Giờ bắt được liên lạc mới dám xài. Trời, suốt đời cậu toàn chơi trò giật gân như vậy đó hả? Bây giờ mà cho đánh lớn có chịu không? Trời, bộ tư lĩnh hiểu ý anh em quá. Cảm ơn đồng chí. Các đồng chí giúp đỡ chúng tôi đã đem lại niềm vui cho chúng tôi. Tôi phải cảm ơn K9 mới đúng chứ. Sao vậy? Nếu không thì tên bậc thám. Như vậy là thằng Song bắt đầu nghi ngờ. Chưa có gì quan trọng, nhưng chúng ta phải hết sức cảnh giác. Còn vấn đề đi Đà Lạt em trả lời sao? Em chờ ý anh. Nhận đi. Anh đi nghỉ với em thật à? Bộ tư lệnh yêu cầu chúng ta ra cứ tập huấn. Đó là lý do hợp lý nhất. Em tính sao? Dạ. Vấn đề đầu tiên và cũng là vấn đề cuối cùng, em thấy thế nào? Vấn đề gì vậy? Bộ tư lệnh và chú yêu cầu chúng ta cưới. Trong trường hợp này anh cũng là người chỉ huy. Vậy thì anh quyết định thả nổi vấn đề này. Em chỉ sợ... Sợ sao? Sợ ông Song bắt chúng mình cưới, chứ không phải là chú. Theo các ông thì những cuộc rối loạn vừa qua là do đâu? Vấn đề an ninh ở đô thành này đã đến mức phải báo động chưa? Liệu các ông có rút ra được một kết luận nào không? Thưa đại tá, những vụ thủ tiêu người Mỹ thực chất là do tranh giành gái. Còn vụ thi nghè và cầu bông thì là do buôn bán không sòng phẳng. Xin lỗi, ý kiến ông trung tá tình báo. Điều mà ông Song vừa nói chưa quan trọng lắm. Vấn đề là ở chỗ đã có một tổ chức hành động theo sự chỉ huy thống nhất đặt tại nội đô này, nên nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta là phải tìm cho ra tổ chức đó đặt ở đâu, ai cầm đầu. Đúng, đây là nhiệm vụ của ông Song. Sau một tuần lễ, xin các ông cho chúng tôi biết ý kiến. Được. Liệu ngày mai má đã về chứ em? Về hay không, anh với em cũng phải làm cho gọn trong đêm nay. Anh nghỉ đi, uống miếng nước cho khỏe. Nè. Lan à, lỡ má biết thì sao? Em đổ thừa cho anh hết. Em đoán thử xem, nếu như má biết chuyện này thì má sẽ nói sao? Trăng với sao gì, má chỉ kêu cảnh sát bắt anh thôi. Nếu anh vô khám, em có vào thăm anh không? Không. Vậy thì anh báo cho em biết là cửa khám tụi nó chặt lắm. Tướng anh bự vậy đó, không chịu lọt đâu. À, Lan à, anh nói nhỏ nè. Anh này kỳ quá. Sao ơi? Chết, má về kìa. Sao đây? Anh xuống hồng đi. Xuống đi. Mở cửa cho má đi coi.
xuống hầm đi, em sợ má lắm. Không sao đâu, em cứ mở cửa đi. Anh cần gặp má, mình không giấu má mãi được đâu. Để đi em. Mở đi. Má mới về. Dạ chào bác. Dạ thưa bác. Hỏi nói không có đứa nào đã đóng cửa đi à? Tôi biết hết cả rồi. Làm sao vậy má? Không có gì đâu con. Dạ thưa bác, cháu xin lỗi bác. Có gì mà phải xin lỗi? Đứa nào tiếp má một tay coi. Nè, chuyện này má biết đã lâu rồi, mà tụi bay thì đâu có cho má hay. Thôi hai đứa vô giái ba mày đi. Từ nay nếu có sao chết bỏ, không được phản bội. Anh Sơn mai đó hả? Dạ. Chờ anh chút xíu nha. Có việc gấp anh ơi. Chuyện gì đó em? Sáng mai có 50 phi công Mỹ ghé ở tạm caravan. Còn gì nữa? Có chỉ thị gấp của cứ, phải tìm cách đánh bằng được. Chà. Đánh bằng được. Thế em tính sao? Gấp quá. Giao cho Sáu Tâm. Không được. Sao? Đồng chí ấy thiếu chín chắn. Để thử thách một lần nữa. Còn ca chính, phương án 2 nhé. Nhân tình của đại tá rồi, tôi đưa cô ta về nhận phòng. Đại tá về sau. Mời vô. Chờ chút. Alo, hướng dẫn khách lên phòng 514 thôi nhé. Xin mời. Dạ, xin mời bà lên phòng nghỉ trước ạ. Anh lên trước soạn phòng, tôi chờ ông Rose. Khi nào đại tá về tôi cùng lên. Dạ. Thưa ông, thang máy hư.
Sao đại tá lâu về với anh Tài? Chuyện của ổng tôi đâu biết. Chờ sốt ruột quá, anh đưa tôi đi vòng vòng một chút cho mát đi. Đâu có được. Chưa được phép ông cần về của đại tá, tôi đâu dám. Khỏi cần xin phép, anh cứ đưa tôi đi. Trời ơi, người đẹp đã muốn mà anh không chiều được một chút sao anh Tài? Chưa có lệnh tôi không dám. Anh Tài, anh muốn xài thuốc thơm đến người đẹp à? Anh cứ đưa tôi đi. Nếu cần về đại tá có xuống, ông nói tôi uống cà phê ngã ba đường. Nghe, anh Tài. Nhân tình của đại tá đâu sao? Cô ấy đi uống cà phê ở ngã ba. Ai cho phép cô ấy đi vậy? Đâu biết, người đẹp muốn mà. Vậy phiền ông, khi cô ấy về nói cô ấy rằng hãy chờ tôi ở đây. Đại tá về mà không thấy thì chết cả lũ. Tại sao đến giờ này vẫn chưa nổ kìa? Chẳng lẽ có chuyện gì trục trặc sao? Phương án 2 được không anh? Không kịp nữa rồi. Anh phải đi thôi. Anh Sơn. Anh phải trở lại khách sạn thôi. Chúng sẽ bắt anh, nguy hiểm lắm. Không còn cách nào khác đâu em à. Anh biết anh có thể bị hy sinh, nhưng làm sao khác được. Không, không, anh Sơn, anh không thể hy sinh như vậy được. Anh để em đi thay anh. Anh Sáu, anh Sáu. Em, việc này chỉ có anh. Phải gây được tiếng nổ, phải có Mỹ chết. Anh Sáu, em có linh cảm anh đi lần này. Không. Em Lan à, đã hai lần mình không nổ, đồng đội suy nghĩ gì vậy anh? Kẻ phản bội. Không, anh không thể sống nổi đâu. Không ai nghĩ anh là kẻ phản bội, em tin như vậy. Anh Sáu. Nguyễn Văn Xuân, cận vệ của đại tá Rose ở phòng 514. Vậy phiền mấy ông, khi nào máy về bảo ông phải gọi điện ngay cho nha cảnh sát hay không? Hả? Ghi lại hả? Cảm ơn.
Đại tá Rô đã về chưa cô? Thưa ông, vừa có điện thoại của nha cảnh sát gọi, mời ông nói chuyện. Cô cho điện thoại lên phòng nghe. Dạ. Alo, có chưa? Bận hả? Thôi được, 15 phút sau gọi lại cho tôi nghe. Trình đại tá, chuyện gì đó? Phòng kiểm tra điện thoại cho biết có một cú phone về khách sạn Caravan, mạo danh nhà cảnh sát. Hồi nào? Dạ, cách đây 10 phút ạ. Khách sạn Caravan à? Chết rồi. Cho nghe một trung đội tới bao giây và kiểm soát khu vực đó. Dạ. Cho tôi nói chuyện với khách sạn Caravan. Coi kìa, đi đi chứ còn chần chờ gì nữa. Dạ, chào đại tá. Sao? Điện thoại khách sạn Caravan, Caravan bị cắt à? Cho xe đón tôi ngoài cổng nha. À. Chuyện gì cô? Ông cho chúng tôi vô làm phòng. Chưa làm cũng được. Chiều tới căn người khác à? Khỏi làm luôn đi. Không cho người Việt nào ra vào đây cả.